Okay, that's a Korean snack, seaweed with the olive oil. Okay, you buy home how much? $1.99. Oh, cheap. Thì xin chào các bạn, hôm nay là bà xã mua, mình thích ăn cái này lắm, này của đại hàng, thì là rong biển, là họ nướng với cái dầu ô liu, đó, thì đây là một đô này các bạn, đó một đô là nó có ba hộp, chắc thì ví dụ như các bạn thích ăn cháo thì mua cái này một cái loại cháo cho ngon, hay là mì gói. Ngon. Mai mua mì gói làm Korean noodle. Mì gói đại hàng bỏ nhà. Hay làm trứng. Chiên trứng. Trứng cơm. Các bạn chúc các bạn vui vẻ.